Đây là quân của trong trận chung kết. Bên đội bạn là Egypmark. Bên đội bạn là Egypmark AC Min. Trong khi đó chúng ta là AC Mark. Ở cặp 3 Min Mark AC là giống nhau. Sự khác biệt giữa con Mark C và con Egypt thôi. Chúng ta là hai Mark C. Càng phết nhỉ. Hai nông dân hai cái loại này không có bánh xe. Đây là Mark C của Văn Nhất ở đầu cánh. AC của game thủ Cam Quýt. Ô, cung duy nhất. Không, không phải cung duy nhất, chúng ta vẫn còn con Min nữa. Nhưng cung R này đẩy ra phía bên ngoài. Đây là Mark C của game thủ Hoàng Hoa Nhi và Min Hoan là của game thủ Xi Măng. Góc thì là góc đẹp rồi. Bài này không biết là có đánh cung A hay không. Nếu mà đánh cung A, cứ có con Min Hoan đánh cung A thì nhiều khi lại rằng co đánh nhau lại lên tới đời 4. Để cho nó mát. Vâng, thấy Văn Nhất báo về là bài mắc binh lắm. Bài hiêu voi về nhà đằng. Ba voi hiêu đầu. Thấy bà có báo có cả quả phụ nữa à. Bài này có cả quả phụ nữa thì bài siêu siêu khỏe. Có rồi thì khỏe lắm. Hai ba phu. Vâng, hai ba phu và kích đời bảy cho. Được. Bài Mark C có vẻ là dấu hiệu của việc đột biến đấy. Một trong hai Mark C chúng ta sẽ đi dummy. Một trong hai Mark C sẽ dummy khi bên kia có AC, có Egypt. Cái quả đấy liên quan quái đâu. Xi Măng làm sao mà đã dò ra được tận đằng đấy. Gần tới thôi. Bài Xi Măng tôi thấy là có quả phụ hướng lên sang nhà của Hoàng Văn Nhi mà. Chắc là đang ăn rồi. Bà yêu cạnh mỏ quả không ăn. Chắc hết trận này nữa là đủ 4 tiếng. 4 tiếng đánh 2 xe. Lâu lâu rồi chúng ta mới có kèo 44 nó lâu như vậy. Vâng, 950. Chúng ta đang dự đoán rằng bên đội bạn sẽ có một người đi dâng A để có thể bắn cái nhà Mark C.
để có thể bắn những nhà Maxe và bắn thậm chí là bắn cả con Minoan đánh cung A của chúng ta nữa. Bên kia của bạn chắc chắn nhất là để cho con Minoan đánh cung A thì có thể chống được Imaxe, bởi vì hai con Imaxe của chúng ta thì kiểu gì cũng có một nhà sẽ đi dummy thôi. Công giáp đầy đủ và cơ cấu lại mỏ vàng đi, cấu lại mỏ vàng sau đó là chốt BE lại hai chiếc nhà BE thôi. Rồi ok đẹp, màu một luôn, màu một vô thường, người cầm Egypt và đánh chém. Bài của màu một cũng là một bài đẹp, khi mà ngựa giò chúng ta tới thì đội bạn cũng đã có con ngựa giò. Rồi chọc vào con nông dân ít máu, bên này thì gặp màu một, người cũng là bài đẹp bên kia. Cần thiết thì nó đánh chắc nhà, rũi cho nó một cái y vào mồm. Và gặp cái loại lạc đà đánh 2L thì cũng cảm giác cũng hơi khê. Thôi nhưng cứ tròn ruộng và giữ những con nông dân này đã. Cứ tròn ruộng và boe lại giữ những con nông dân này đã. Rồi 4-5 cái ruộng rồi. Và nó chốt e lại đầu ruộng đi cho nó chắc chơi. Xi măng cẩn thận nhé, bị phát hiện khu vực mỏ hiêu đang ăn hoang ở đấy. Con ngựa giò đó bạn đã thấy. Ừ, nó thấy ra con ngựa giò mà một nó chạy qua rồi đấy. Bên đồng bạn tham ai và chúng ta là người đang đè tham đấy, đang nhỉnh hơn một tí đấy. Đây là 25/36, bài đi dâng lò. Đây là người cầm Minoan. Đây là game thủ cam quýt 30/44. Chắc có điên hoang à? Nhất đây là giữa hai nhà luôn, giữa hai nhà luôn, giữa hai nhà. Đó, cái ông Egypt này ông làm cái trò gì đây? Và anh Trần Cường sáng nay kèo của Quýt với cả Truy Mệnh 9-2 về trận anh em nhá, 9-2 về trận. Đây là Max C của game thủ Văn Nhất, Nhất cắt lại hai người chém về giữa hai nhà ấy. Một hoặc hai con ngựa chém về giữa hai nhà. Màu một đã bay vàng rồi. Thôi cắt hai con ngựa chém là đủ rồi. Và dò kỹ khu vực giữa hai nhà vào. Nếu mà nó không còn dân ở đây nữa thì khả năng cao là họ đã ra giữ bản đồ để ăn hoa. Sẵn mép còn ở nhà mình có cái chấm đen đen thì cứ dò lại cho kỹ nhá. Con ngựa chém ở nhà cắm ship thì dò lại cho nó kỹ. Chưa thấy nhà phía trong cánh đâu cả. Chưa thấy nhà trong cánh. Cái này là Max C gặp màu 3, màu 4. Thế như vậy còn nhà màu 2 nữa đâu nhỉ? Còn nhiều khi khả năng cao lỡ nhất nhất chạy như này là chạy thẳng vào nhà của game thủ cầm màu 4 rồi. Chưa thấy màu 2 đâu cả. Đây là màu 3. Màu 3 là người cầm AC đánh cung. Và AC này cũng đang chết khá nhiều dân này. Và bay luôn cả ruộng này. Và chết khá dân đến từ người cầm AC này. Ui chém Max C nó đuổi thì cần cấm chạy. Vâng cấm chạy. À đây rồi, màu 2 đây rồi. Thế như vậy là màu 2 và màu 4 là khá gần nhau. Ồ gặp dân cả màu 1 này thơm quá. Được. Vâng cả dân màu 1 và cả dân màu 2 luôn. Được. Tự nhiên trận này Nhất lại chém tốt quá nhỉ. Còn Nhất trận này đang chém hay quá. Khi mà màu 1 bỏ qua không đánh Nhất nữa. Và cũng không đánh Minh Hoan lại sang chăn Hoàng Mai Nhi. Nên bây giờ Nhất lại đang thôi. Cắt một con lại đuổi thôi. Ông cho cả một cục chém đi đuổi một hai con cung rò. Đuổi làm qué gì. Đấy ở nhà giải y ra. Như thế này đối với Max C như thế này là đủ rồi. Là khỏe rồi đấy. Chán dân của màu 2 đã là ngon tham ai chúng ta đang vích lên. Bên kia thì Minh Hoan của game thủ nó 1 lại là người đang có ý định cân bản đồ. Và họ nằm ở trong góc 9 giờ. Tầm này là cái tầm mà chúng ta cứ đánh yếu và đánh chết hẳn những cái nhà còn lại đã. Rồi để cho Minoan của đội bạn cân với Minoan của chúng ta. Màu 2 feed nhá. Và nâng công nghệ lên, đánh ra dân mà cần thiết thì là mình đánh to khỏe lên 4 đấy. Đứng ở nhà bảo kê thôi. Đánh cơ cấu nhà đánh khỏe ra một chút.
Màu hai thì là mất gỗ, mất mất dân ăn hoang, nhiều khả năng là đồ bạn đưa dân vào trong nhà của game thủ cầm màu 4 kia để có thể đào vàng. Nhà chính luôn. À đây đây, mỏ vàng đây, mỏ vàng đây. Đánh khỏe lên, đánh khỏe đẹp dai lên. Rồi, mỏ vàng này nó hở này, chém gì é. Đào vào màu bổ đi, gì nữa, màu 2 thì chết hẳn, à, chết hẳn rồi đấy. Màu 2 là tím hẳn rồi đấy. Tím lim lịm luôn. Đó, thằng Mai chúng ta đang đè rất mạnh nha, bên kia chỉ còn một mình nhà màu 4 thôi. Tầm này game thủ xi măng sóc dân mà lên 4 thì chứ còn gì nữa. Xi măng chắc là sóc một mạch dân mà lên 4 thôi. Khi mà bên đội bạn không còn quân để có thể thi đấu đâu. Màu 1 chỉ còn vài đơn vị quân leo tèo thôi. Bài này chỉ cần 10 đến 15 con cung A là ổn dành cho game thủ xi măng. Màu 1 họ đang chạy về, tôi nghĩ rằng màu 1 đang... Màu 1 tầm này chắc đang ở trong nhà của game thủ màu 4. Họ sẽ bơm cho Egypt bên kia để có thể lên đánh đạp đôi. Mìn 61 dần rồi. Rồi chúng ta lên được Y của Max C là đẹp đấy. Chơi luôn được cả E đạp đôi của Egypt. Và chơi luôn được cả những con cung A lửa. Đóng ca nào. Rồi đủ rồi, đủ rồi, không phải bơm gì nữa nhá. Đợi đóng ca thôi. Nhất cũng đánh to khỏe đẹp dai lên. Lên cái bản đồ trước nhá, lên cái bản đồ trước mà cơ cấu. Chắc chắn là đội bạn sẽ về nhà mà muốn để hồi rồi. Ừ, thì bên này màu 2 chết rồi, màu 2 và 1 chết mà. Nhớ là phải ăn đi, đi ăn và chiếm vàng luôn nhá. Dân mang xe cứ túc tắc bú được mỏ vàng nào hay mỏ vàng đấy. Thằng Mai đang có dấu hiệu đi lại, màu 3 đang nở ra. Đây là game thủ Hoàng Văn Nhi, thằng Mai 17 đang cố gắng bắt và le nốt, không có dân và cũng không có đạo. Rồi Max C thì nó cũng nó lùa cũng nhanh thôi. Vâng, xi măng bên này kích 4, xi măng rất nhiều gỗ này. Có bơm cho ai có cần gỗ để hồi không là để... bơm cho màu 7 được. Bơm cho màu 7 nó khỏe đi. Đó là chỗ sát ra, chỗ sát cánh rừng ấy. Bơm vẽ hàng e vào đấy cho nó kín đi, đừng để cho nó chạy vòng quanh. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi vẫn đang đuổi theo tên R của game thủ cầm màu 3. Đây là 36 của game thủ Cam Quýt. Còn đây là 52-60. Đấy, càng luôn dãy hàng e ở chỗ này. Nhất sẽ là người lên 4. Và bên kia chỉ có màu 4 là người lên 4 thôi. Chưa có ai bên đội bạn hồi được nhiều dân cả. Bơm cho Nhất lên 4 luôn được. Bơm cho Nhất lên 4 luôn. Cho trăm thực nữa, trăm thực nữa. Trăm thực, trăm vàng nữa nào. Rồi đủ rồi, xong. Không biết là Nhất nâng đào vàng chưa. Nâng hết công nghệ lên. Đây chưa, ông này đã nâng đâu, chặt gỗ chưa nâng đây. Tôi bảo rồi, bỏ cái chém 4 đi nâng cái chặt gỗ phải hay hơn không. Khi mà xác định đánh theo kiểu là hồi. Bây giờ chúng ta sẽ túc tắc để có thể làm gỗ và sản y. Đây là 50 của game thủ Cam Quýt. Đây là 21 của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và xi măng đam tha lai 130. Cần thiết để cắt một vài con cung A đi, đi quản xung quanh. Nhất sóc dần y đi em ơi. Sóc dần y đi. Ai có gỗ cho Nhất xin ít gỗ để có thể đóng y nhá. Mà em phá luôn cái BB ra nhìn nó đỡ rách. Vâng, anh Trịnh Út, anh vào mà bảo. Vâng, vào mà bảo. Công cái gì mà công? Công ai? Vâng, Minoan đi công à? Khi mà đang muốn bảo kê để cho con Max C này để có thể lên 4 đánh y. Vâng.
đi công thì biết đâu đấy, ông màu 4 kia ông cũng lại đi công thì con Mark C này phế thì ai sẽ là người hồi đấy. Ông vào mà bảo chị cũng rút được vào mà bảo. Bây giờ chúng ta phải lên y đẹp. Dân vàng kìa, dân vàng kìa. Vâng, như vậy là muốn thẳng kích thẳng y thần luôn đến từ game thủ Văn Nhất. Và báo về mà 129 dân lên 4. Vâng, nhận đồ đấy. Rui đi, nâng chiêng lên, nâng chiêng, nâng giáp lên. Ăn thêm vàng nữa nhá. Ai có dấu vàng bơm trong đây đi. Đi dần dần lên cũng được, là lên tới nơi hóa y thần là đẹp. Lên cả chiêng, lên cả công 7 nhá. Ai cứ có thì cứ cho nhất tuân thực cho khỏe hẳn. Rồi tuân vàng thế là ấm rồi. Lên công 7 đi. Hai bảy đang hồi. Bên này đang tham mai 200. Họ đang công ca vào nhà của game thủ Cam Quýt. Tôi nghĩ là phải ca à, xin lỗi, cung A là phải đi cùng với cả những con y nữa, chứ không để cho nó bị những con cung A nó rỉa là đau phết đấy. Tầm này nhất đi quân dần đi thôi, lên tới nhà được bàn y thần là vừa. Y của chúng ta đi nó hơi chậm. Mà một là bài nhận đồ thôi, lên 4 với thời điểm mà 29 dần. Khi mà cái thời điểm mà lên 4 xong họ sẽ tiếp tục sóc dần. Lên 4 một cách thụ động thôi. Phải đi cùng với những cả con cung A nữa. Hai anh em thì cung A với cả, vâng, với cả y đi với nhau. Nâng chiêng đồng 5 lên em ơi. Nâng chiêng đồng 5 lên. Ủi luôn, đâm luôn nhà VL của thằng 1 luôn. Vâng, hết ca rồi. Bây giờ cung A phải đi cùng với những con y thì sức mạnh nó mới được nhân đôi. Họ có cả, vâng, họ có cả bẹt kìa. Họ có cả bẹt. Vâng, họ có cả bẹt. Nhưng dường như bẹt của bạn chưa là bẹt thần đâu. Tầm này chơi vào được. Bẹt chưa bẹt thần đâu. Cứ công lên, cứ công lên. Công dí đều, đều y lên. Vâng, thực đang vẫn là hơi đuối nhá. Vẽ thêm mấy ruộng đi. Vâng. Vâng, có 3.000 thực thì bơm trong đây. Bơm cho Văn Nhất lên. Ngày hôm nay đánh nó dài dẳng thật. Quánh nó dai dẳng thật. Đi dồn đều lên. Vâng, chiêng 5 rồi. Và bây giờ thêm cái lượt giáp 6 nữa nhá. Đang đi, đang đi. Lên gần tới nơi rồi. Và cần thiết thì chúng ta dâng cả dân lên gần khu vực này mà đóng y cũng được. Tầm khoảng 5 nhà BI ở gần nhà BL của màu 1 cũng vẫn là ngon. Ca, vâng, ca bẹt của đội bạn dường như chưa là bẹt thần đâu. Tôi thấy nó bắn cũng là khá chậm. Vâng, bẹt của đội bạn không phải là bẹt thần đâu. Bây giờ thì lao lên. Tiếp tục y dồn lên. Ủi luôn, ủi luôn. Vâng, xi măng là người đã dâng BA lên đây rồi. Xi măng là người đã dâng BA lên. Thế thì nhất cần thiết mà kéo được dân lên đây, đóng thêm khoảng 5 nhà BI ở đây, tôi nghĩ là cũng là ưng lắm.
Bằng 5 nhà bi ở gần chỗ nhà BA này là thế công của chúng ta, là thế công vũ bão đấy. Bẹt bên đồ bàn dường như chưa phải là bẹt thần đâu. Ờ, xi măng lên giáp 6, xi măng ơi. Giáp 6. Xi măng lên giáp 6 đi. Anh em phối hợp với nhau. Tôi nghĩ là cứ tập trung công vào thẳng cái nhà BL này của thằng màu màu 1 này là nó sẽ không sản được quân đâu. Đây là y của người cầm mác. Phải dồn quân lên đây đều lên. Ông này gom phải chục quân dân lên. Giờ gom 2 quân dân lên bao giờ mới đóng được mấy nhà BI. Hết vàng rồi nhá, nhất hết vàng rồi. Dân mác C đi ăn vàng nó hơi tù. Ai có vàng thì bơm cho mác C nhá. Và ông này cũng kéo được 2 con dân lên, phải tôi phải kéo 10 con dân lên thì gõ nó mới nhanh. Lùi lại. Nhất mà có tay thả vào nhà thằng màu 2 kìa. Có tay thả vài con y vào nhà thằng màu 2 kìa. Đấy, thả vào nhà thằng màu 2 kìa. Quyết cũng đang muốn lên kích lên 4. Lên 4 để có thể đi quản bản đồ. Bây giờ phải có những loại quân cơ động như hot của AC để có thể đi quản bản đồ. Chứ những con Y và những con cung A thì nó quản bản đồ là rất khó. Và nó quản bản đồ là rất khó khăn. Rồi bây giờ lao vào chưa? Vào đi. Lao vào. Con Y nó phải lao vào làm chim mồi trước. Lần phối hợp này chưa được mắc bình lắm. Đấy, cái mỏ vàng này để cho màu 2 nó ăn khá khá rồi. Trên lý thuyết thì chúng ta... Vâng, trên lý thuyết thì chúng ta y kẹp với cung A của Minoan là khỏe. Nhưng bên đồ bàn vẫn đang thủ dẻo. Vâng, đồ bàn vẫn đang thủ dẻo. Góc 6 giờ còn mấy bãi vàng này. Ở nhà cũ thằng màu 1 đây này. Vẫn chưa công vào được. Vâng, vẫn chưa công vào được. Không sóc y ở nhà nó sóc đều. Như 4-5 nhà bị y ở trên đây đá. Đấy, cứ dí vào. Tôi nghĩ là đấy là hơn một kích, cứ dí vào là ok thôi. Ở góc 6 giờ là nhất vẫn đang quản được. Vẫn đang có những con y để có thể quản ở dưới. Đấy, y của chúng ta vẫn đang tràn lên là rất nhiều. Hoàng Minh báo về có 2 kích ruộng rồi. Nhất thì cứ tập trung đi đi y cho anh. Nhất cứ tập trung đi đi. Thả lại 1-2 bãi vàng, một những bãi vàng 1-2 con y thôi. Và tập trung đi công pha này này. Và phối hợp với nhau vào. Khi mà đồ bạn hết bẹt với cả hết ca to rồi thì không sợ đâu. Không sợ, những con y này thì những con y chiến động 5 thì cung R nó bắn bao giờ mới gãy và nó bắn gãy cung. Thôi cứ tập trung đi, tôi đi công ở chỗ nhà BA đã. Vâng. Cứ tập trung đi công ở trong tôi này đã. Đi vào không? Và bây giờ chúng ta đang tụ khoảng tầm 3 kích y vào đây. Xi măng cứ bảo từ từ đã. Ăn vàng đã rồi tính tiếp. Vâng, ăn vàng đã rồi tính tiếp. Và tiếp thì em đóng 2-3 cái nhà chính ra, một bãi vàng em ăn cũng được. Bởi vì dân mắc C di chuyển nó lâu. Đóng 2-3 cái nhà chính và một mỏ vàng ăn được. Bây giờ là thực thì không lo. Thực thì không lo, bây giờ chỉ cần ăn vàng thôi. Cần ăn vàng thôi.
Và Hoàng Nhi cứ nhồi sang cho game thủ cầm màu 7 và game thủ cầm màu 8. Thế thôi. Đây là AC 120, 130. Và tôi bảo là xây 2-3 cái nhà chính thực không lo rồi, cứ xây 2-3 cái nhà chính đi. Ca ra cầu thì lại dí vào, để ý nào. Khu vực nhà bia. Vâng, để cho cầu chết cung A đây, y đứng cao cao lên một tí. Bèn của đội bạn lên. Vâng, bèn của đội bạn là bèn thần rồi. À, xi măng chỉ vào bắn bẹt đi, còn để cho y nó chỉ vào đâm ca to. Vâng, đấy, cứ lửng lửng mà lao vào thôi. Y chiến đồng 5 của Mark xây y thần nó xoắn gì đâu. Nhưng mà phải đứng cái vị trí nó đẹp hơn. Đây là game thủ văn nhất. Vẫn đang ăn được vàng. Đấy, mỗi một bãi vàng thả một hai con y vào đây xem nó ăn kiểu gì. Xem nó ăn kiểu gì. Màu 1 cũng bây giờ thậm chí nó không có gỗ đâu. Cái góc... Vâng, cái góc 9 giờ kia đôi bàn còn chả có, bây giờ gần như là hết gỗ rồi. Màu 1 đang phải bung rất nhiều nông dân ra bên ngoài để có thể làm gỗ. Đây rồi, đang quản đây rồi. Đây này, còn một cái mỏ vàng ở gần nhà màu 2 cũ này. Và đây màu 2 và màu 1 đang hồi đây. Đấy, cứ thả một hai con y thì tự nó đâm thôi. Vâng, thả vài con y vào những cái khu vực này tự nó đâm thôi. Y đứng cao cao lên một tí. Y đứng cao cao lên một tí. Vâng, đấy, y đứng cao cao lên, đừng để cho ca nó có tầm với nó ra, nó giã vào những con cung A đau lắm. Vâng, tầm này thì y của Mark C thì nó xoắn gì đâu. Mấy con chỉ sợ mỗi bẹt thôi. Sợ mỗi pháo thôi, chứ còn mấy con đạp đôi thì không có cửa. Mấy con đạp đôi thì không có cửa. Và Minoan bên kia đánh rất nhiều ca thì không biết đội bạn lấy vàng đâu ra để có thể bơm cho các đồng đội lên 4 nữa. Họ vẫn đang là hai người lên 4 thôi. Đó, thế thôi, mình đánh dung kích thôi. Cứ củ từ, nhà mình còn vẫn rất nhiều y. Quả lại cũng được góc 6 giờ nhá. Đấy. Vâng, bây giờ thì lại quả lại. Rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi. Bẻ dân ra mà làm vàng, còn 3 bãi vàng dành cho Nhất đi nhá. Nhất còn 3 mỏ vàng đấy. Làm gì thì làm. Cái mỏ vàng là xem ở nhà màu 2 đạt được gần. Xem cái mỏ vàng nhà tầm màu 2 đấy, chưa đạt đâu. Vâng, vừa thấy đặt BN rồi nhưng mà chưa thấy có nông dân nào ra gõ móng kìa. Đấy, còn 3 mỏ vàng này làm gì làm. Cái mỏ vàng kia còn một cục thôi, còn cục một tí thôi. Lâu quá, bên kia thì cũng không chịu quýt, bên này thì cũng vẫn đang đợi để ăn hết vàng đã. Không vội vàng. Bên kia thì họ hết ca là họ sẽ quýt thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng quân của chúng ta các bạn có thể thấy nó giải phía ngoài này, lượng y của Mark C nó quá nhiều đi. Không biết là quýt bây giờ tham ai bao nhiêu rồi. Hoàng Minh bên này là tham ai 130 toàn T thôi. Vâng, toàn T thôi. Đây là cái thủ cam quýt tham ai 170 lên đánh đánh cung R của AC có bắn chặn. Thế thôi, để hết vàng để đánh hot rồi. Vâng. Cầu chịu căng thánh này. Vâng, cố gắng ăn nhanh cái mỏ vàng này đi. Vâng, cái mỏ vàng ở đây vẫn chưa ăn hết. Lâu quá. Tôi nghĩ rằng là xem từ cái mặt góc 6 giờ lên xem có cái đường nào vào của ông Minoan hay không. Cứ đánh nhây mãi ở cái mặt đằng trước này. Nhây quá. Chúng ta thì đang chiếm được nhiều vàng hơn. Màu 1 thì cũng sản 1 tỷ con sân ra là cả màu 2 nữa này. Cứ để cho y thần thì nó xiên. Cảm giác đau thật. Rồi, ăn nó cái cục vàng cái đi. Nhà của Hoàng Nhi. Khổ thật, trận thi đấu lại kéo dài tới 1 tiếng, hơn 1 tiếng trong game rồi. 5 rưỡi rồi, 4 tiếng rồi, chưa xong được 2C. Cho nó mát. Bây giờ thì không ai đi công nữa. Bên đội bàn thì cũng không đi công được. Còn chúng ta thì chưa, tạm thời chưa muốn công vàng. Đang muốn tập trung để ăn hết cái mỏ vàng ở trước mặt nhà BA đi dâng của cái thủ xi măng. Không hiểu rồi, đội bàn còn chờ đợi cái gì nhỉ? Mong một thì đấy, đi từ cái hướng đấy vào xem Nhất nào. Rồi, bây giờ đấy là cứ xin hết ca là đội bạn quýt chứ có cái gì đâu mà. Kéo ở nhà lên nữa nhá. Kéo bớt y ở nhà lên cũng được. Đấy, đi từ cái hướng góc 6 giờ lên xem có vào được không.
Thôi lùi 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 lùi. Vào chưa? Tôi đang vào chưa? Hết cà to rồi đấy. Xi măng gì bắn ô, những con bẹt cái nó đứng chân trâu nó bắn đi đau quá. Còn cà to kìa, còn cà to. Và không biết là nhà mình còn ai còn vàng không? Chúng ta thì vẫn đang lao vào tiêu. Những con y của Max C vẫn đang lao vào, nó quá chỉ đi, phải nói rằng những con y của Max C, y thần nó quá chỉ đi. À, phải nói thực sự là nó chỉ thật. Vẫn còn vàng và quýt bơm cho hai gần 2.000 vàng nữa. Vâng, xin mang báo về là anh còn 7.000 vàng nữa cơ. Ờ đúng rồi. Vâng, đúng còn 7.000 vàng nữa. Tôi không hiểu bên đó bạn còn đánh cái gì nữa nhỉ. Thế thì cứ thiêu thôi. Thế thì thiêu đi rồi thì dứt điểm đi rồi thì xin các người đấy. Vâng, xin anh em đấy. Bên kia nó không chịu quýt đây. Tôi đề nghị là Văn Nhất lên đóng cho tôi 10 cái nhà BI nữa ở khu vực nhà BA này của... Vâng, ở gần 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 nhà BA đi công này của game thủ xi măng nào. Nhanh nào. Vâng, bên này xi măng còn vẫn 7.000 vàng trăm người đấy. Tôi chảy ở bên kia sợ mình hết vàng à. Các ông bên kia có biết soi tham không? Xem nó bên tôi ăn bao nhiêu vàng. Ồ, Nhất 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 mang mấy con dân ở khu vực nhà thằng màu ai mang lên đóng y lên nữa đi. Đây đây, đây đóng đóng sát lên ở chỗ nhà BA đi. Lom chom thế. Đóng sát vào cái khu vực nhà BA của game thủ xi măng ấy, đẩy cho nó phải sướng không, đánh công cao hẳn lên, đánh cho nó sướng chứ đẩy nó lâu quá. Và Hoàng Mai Nhi vẫn còn 1.300 vàng trong này nữa cơ, không thì lên 4 thì đánh tê lửa cũng được. Đánh tê lửa giáp 6 còn 1.300 vàng nữa mà nhây đi nhây đi nhây đi nhây đi. Ổ quá mấy ông bên kia. À, tôi bảo ông Nhất thì đóng y gần vào cái khu vực nhà BA của game thủ cầm Minh Hoan ấy, đẩy cho nó nhanh. Và tầm này là đôi bạn vẫn còn bẹt. Thế lùi đi. Cứ bình tĩnh đợi. Thích thì chúng ta thiêu những con cùng R vào trước. Vâng, chịu đấy. Ai hiểu các ông bên kia đánh cái gì nữa. À, Nhất hết vàng rồi đấy. Mà xi măng, tôi nghĩ xi măng tầm này làm một hai con ca, một hai nhà ca to đi để giá bẹt của nó đi. Đánh này là mất thời gian quá. Tôi chả hiểu bên kia đấy là còn đánh cái gì nữa. Và cuối cùng thì bên kia cũng đã chịu quýt rồi. Và tôi chả hiểu bên kia đôi bạn còn đánh cái gì nữa. Sợ thật, trận thi đấu mà lại hơn một tiếng ở trong game. 2-0 VC.